codes, right? I'm exploring the way of making, utilizing squared pieces of fabric, right? And the difference between this designer who is also doing the squared pieces, right, and me, I'm exploring the volumes. Therefore, what we see here, there is a skirt, right? You see the skirt? The skirt. It's actually, the whole skirt is made of 8 or 9 pieces of rectangles, different measurements, basically. It's only rectangles, I say, yes? And I will later show to you, right, on this small one. But this is another example, another rectangles, right, involved. 1, 2, 3, 4, 5 rectangles here, right? The collar is a part of the back and front, yes? The collar is called, right? Yes? And you can try this yourself, right? Exploring the rectangles and trying to do something with them on the dress form. And I show you, for example, how I start, right? We have the dress form, yes? And if you already know the measurements, right? The real measurements, body measurements, of course they are connected with the dress form, right? The dress form normally has your body measurement or modern body measurement, right? And you approximately have a plan, right, in your head. I'm going to do, let's say, a shred, yes? So I need approximately, right, this length of the shirt, yes, I need sleeves, right? I want to have sleeves. Yeah, you have already some ideas about your shirt, yes? Cái cách làm zero waste của cô thì nó cũng từ những cái hình học căn bản trên cái miếng vải, thì nó khác với cái nhà thiết kế này, cũng là những cái miếng vải hình vuông, nhưng mà những cái thiết kế của cô sẽ tập trung hướng nó vào cái volume, những cái khối ba chiều. Ví dụ như ở đây mình sẽ thấy là cái chân váy, đường cái chân váy được tạo nên từ 8 It's quite a volume, right? Yes. So cái áo sơ mi mà cô đang làm thì nó sẽ có hơi có cái dáng hơi phồng ra. So you see, I cut the fabric approximately this length, right? And then you can mark the center if you want to make it symmetrical. Right? You mark the center. Thì trên cái mảnh vải hình chữ nhật này, mọi sẽ đánh dấu cái tâm của nó, cái đường trung trực của nó ha. Yes. And I put it on the center back. Và đặt cái điểm đó lên đường center back ở thằng sau. And then this is my back piece finished. Yes. Và đây chính là cái mảnh thằng sau của cái áo của cô, nó đã hoàn tất rồi. Yes, you can. Một mảnh hình chữ nhật. You can add. You can actually to make it properly, right? You have a center back line, right? To align it with center back of the dress form, right? So I put another thing. Thì khi làm thì mọi người phải bật cái dấu và kẻ bằng thước để đánh dấu cái đường center back và sau đó biên nguyên đường center back vào trên con dress form. And then I cut another 2 rectangles for front. Yes. Và cô cũng cắt tiếp một cái mảnh hình chữ nhật khác cho hôm trước. Hai mảnh cho hôm trước ha. So I imitate the seam. Thì cô đang mô phỏng lại cái đường may ha mọi người. So this will be my shoulder seam. Thì cái đường gấp này nó sẽ tượng trưng với cái đường may. Since my shirt is big, right, has a volume, I decide that actually I need bigger neckline, right? My neckline is a bit not big, quite exaggerated. Thì do cái áo của cô là có cái form nó sẽ rộng ra và nó lớn, do đó cô cũng quyết định là cái cổ áo của mình nó cũng sẽ hơi rộng hơn bình thường.
find the shape, right? Exactly the length, right? Because I cut the front piece randomly, right? And it happens that it is bigger when, you know, when I connect the shoulder, I still have a piece here, right? Thì do cái mảnh hơn trước, cô cắt nó một cách không tính toán. Do đó khi mà beam lên thì mình sẽ gặp cái trường hợp là nó sẽ dư ra như thế này. So, then I was thinking, what should I use this? What will be my next step, right? And there is a good word, yes? A secret word. You can think, what if I connect this and this together, right? So, and I decided to connect this part with this one, right? Thì khi mà gặp những cái trường hợp như thế này thì mình sẽ phải nghĩ tới cái hướng tiếp theo để giải quyết cái vấn đề phát vừa phát sinh. Thì cái ý nghĩ đầu tiên mà cô muốn mọi người hướng tới là sẽ như thế nào mới mà mình nối phần này và phần này lại với nhau. Và bây giờ con sẽ nối cái phần dư ra với cái cạnh hình vuông phía đối diện của cái thân sau. Yes, so I can move it here. Cái phần thừa còn lại vừa được nối vào cái cạnh hình vuông đối diện. And what should I have? Suddenly, I have an opening. Và cuối cùng, bỗng nhiên cô có một cái khoảng hở ra như thế này. Yes, you see I have an opening. Yes, so the hand, the arm can go into the opening, right? Và cái khoảng hở đó có thể là cái lối đi cho cái tay của mình. Yes. And then I can insert. I can insert now the sleeve. And the sleeve will be also rectangle. Và từ cái khoảng hở đó cô có thể gắn cái mảnh là chữ nhật khác để làm cái tay vào. Cái mảnh tay cũng là chữ nhật. To make it easy, I will cover it. So the sleeve is practically a tube. Yes, a tube. Too small. The dress form is good to explore the zero waist design because you can have in short time you can have variations. Và cái con dress form nửa size này thì sẽ rất dễ cho mọi người khi mà khám phá cái thiết kế zero waist, bởi vì nó sẽ tiết kiệm thời gian hơn. This room is fine. Thì sẽ hơi khó khăn một chút bởi vì mọi thứ nó đều được co nhỏ lại ha, sẽ khó thao tác hơn. So we already have a sleeve. Cuối cùng chúng ta có một cái tay ha. We have a sleeve. Yes. And then, so I make one sleeve, right? And then we can cut another. This is basically the idea. My idea was
make something that is derived somehow from kimono idea, right? So I make another example, right? Fold it, and this is my, will be my product. Thì cái áo này của cô nó sẽ có cái hình dáng tương tự như kimono ha. Thì cô sẽ cắt một cái bảng hình chữ nhật khác ra và gắn lên để hình thành cái cổ áo. Normally our neckline is not straight, right? But we can ignore it, yes? This time our neckline is straight, yes? If you want to have some adjustment, I made some adjustment later for the garment and make it a little bit, I made it a little bit curvy on the back. Thông thường những cái cổ áo của mình sẽ không phải là những cái đường thẳng ha, nó sẽ là cái đường cong. Nhưng mà ở đây thì mình có thể tạm thời quên nó đi. Nhưng mà sau đó trên cái sản phẩm thật thì cô có thể điều chỉnh nó một chút để cho nó thành cái đường cong nhẹ ở đường thân sau. Khi dựng nó lên nó sẽ thành cái cổ áo. And what is interesting that the sleeve has a proper direction, proper angle. Yes. Và điều thú vị ở đây thì là cái tay áo nó sẽ thành một cái hướng, một cái đường cong, cái hướng cong rõ ràng. And then our shoulder moves towards the front, because the sleeve is actually pushing it, yes, towards the front. And in reality, in the big garment, it will remind of a reglan, kind of reglan line, yes, because it becomes really here, yes, in the rear. Thì toàn bộ đường may vai lúc này nó sẽ được cong ra phía trước, bởi vì cái miếng mảnh tay nó đã đẩy toàn bộ cái tay ra phía trước. Và lúc này trên cái sản phẩm thật thì mọi người sẽ thấy là cái đường may vai này nó có dáng dấp như một cái đường vẽ rắc lăn vậy. Yes, you see the garment. Mình sẽ thấy from the soft fabric you have in the nice drapes. Và với cái vải mềm rũ hơn thì mọi người sẽ có một cái độ đổ nhẹ mềm mại ở phần thân trước. And this can still be developed into something else. You can have even a bigger collar, and you can even develop the hood, yes? Make it just bigger, right, that it covers. I think we can still have part of this here, the body part, the development of the same thing. Yes, yes. We have the movement that was developed based on the same thing. So, yes. So this is just from really from random pieces, right? Idea. What if I do this? What if I